Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con, à, cô bác thân yêu đã quay trở lại với kênh Na Thái, à, thầy Đỉnh thúc nút Cần Thơ. Thì hôm nay thì ngày 30 tháng 4 năm 2023 thì cũng là ngày lễ. À, xin kính chúc quý bà con à, có những cái ngày lễ à, thật là nhiều bình an, à, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha Thì à, à, do có nhiều khách cũng có hỏi em là ngày lễ này thì à, bên thầy có à, vận chuyển hàng quá được hay không thì em muốn đặt hàng như vậy á, thì uh, như thế nào thì em cũng uh, uh, thông báo với quý bà con mình luôn đi là ngày lễ thì uh, bên em cũng vẫn hoạt động uh, giao hàng và chốt đơn bình thường cho khách hiện giờ là em đang cắt mảng cầu na ở uh, gần ở đây chỗ của em uh, nhân công đang làm ở phía dưới và em uh, đang uh, soạn uh, những cái đơn hàng thuốc đi uh, xong là cha em gói xong là em xuống dưới em coi nói chung là hàng của quán em cũng vẫn đi bình thường ngày lễ hay là ngày bình thường gì thì bên em cũng vẫn đi và bu điện cũng vẫn đi bình thường cho bà con bà con khi yên tâm về cái vấn đề này và tiếp theo à, à, em sẽ à, có rất là nhiều bà con à, đang quan tâm đến cái việc em hỗ trợ kỹ thuật về cái mảng cầu na thì à, em cũng chia sẻ đôi điều với bà con trước khi mà em hỗ trợ kỹ thuật cho bà con đó. thì à, đang có nhiều bà con à, cũng nhờ em cái thứ nhất là hỗ trợ cái kỹ thuật về cái cây con, cái cây con mà trồng có nhiều vườn cũng như là những cái đơn thuốc này là những là những cái câu chuyện về những cái cây thì anh khách này anh ở ở trà ôn thì anh trồng sau mà sáu tháng đến bảy tháng rồi mà cây nó không phát triển rồi còn nhiều cái trường hợp khác là cây để trái không đậu và những cái cây nó bị si nhờ em và cho những cái hướng khắc phục thì bên em thì rất là khác so với nhiều nơi thì bên em là nếu mà cái À, bà con ở gần em thì em sẽ đến tận vườn và em sẽ à, khảo sát từng cây cũng như là em tìm ra những cái nguyên nhân à, mà cái, dẫn đến cái cây cho bà con như vậy và em sẽ giải thích từng cái lý do và những cái nguyên nhân à, đó cho bà con mình hiểu sâu hơn về cái cây na đó thì trước khi em hỗ trợ cho bà con thì em à, sẽ à, hỏi bà con về một số cái vấn đề liên quan tới cái việc mà bà con lựa chọn cái cây giống là cái thứ nhất rồi bà con cái cách chăm sóc của bà con và À, những cái à, à, việc mà bà con chăm sóc nó như thế nào để em nắm thật là rõ thật là chắc để em có những cái hướng hỗ trợ hỗ trợ cho bà con nó chính xác hơn thì đây là những cái cách làm bên em cho bà con ha thì hôm nay thì à, cũng à, đôi điều à, à, chia sẻ đến quý bà con thân yêu của mình là em đang à, à, soạn à, chính cái đơn hàng đi gửi à, à, mọi miền tổ quốc thì hôm nay thì cái hàng à, à, thuốc thùng và cũng như là cái thuốc ép mít à, đi thì nhiều nói chung là bà con đang nhờ em phục hồi cây rất là nhiều, kể cả cây con rồi cây si và đang làm trái trong giai đoạn nuôi trái luôn. Đây là một cây đơn hàng à, về đồng tháp ha, về đồng tháp. À, một cái à, bịch mít một cái à, thằng à, chuyên về mặn cầu. Thì thật ra cái thùng này em cũng quay chia sẻ với bà con mình hoài á. Đây là cái thùng chuyên mặn mà em đã bán từ lúc trước tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ là à, công ty cho em làm những cái mã hàng riêng đem để em làm cho nó chuyên về cái mảng cầu na luôn để bà con mình có thể yên tâm hơn khi mà mình sử dụng và mình tránh nhầm lẫn những cái mặt hàng khác nó không có chất lượng hơn so với cái mặt hàng này thì đây em quay với bà con vậy đây cái trái mảng cầu này là em đi trên cái vườn na em đi xem vườn em mua na đây là em cung cấp cho công ty thì công ty để lên cái nhãn này cho em luôn công ty ưu tiên cho em như vậy ha thì đây là hàng nhiên liệu ngoại nhập bà con nhiên liệu ngoại nhập nó hoàn toàn nó là chung một cái công ty và nó chung cái chất liệu giữa cái thằng chuyên mạng bữa hỏng là em chỉ thay đổi cái cái nhãn này thôi cho em chuyên thôi bà con ha rồi thì đặc biệt đây em cũng quay cho bà con mình xem cái cái thuốc thùng bên em nó sẽ có những cái đặc điểm nào khi mà bà con mình mua à, cho nó à, đúng thì đây là cái thành phần à, thành phần à, đạm tổng hợp vân vân thì đây là đa số là những thành phần à, à, ngoại nhập nha bà con thì à, cái cái à, tác dụng của cái thuốc thùng này á, em cũng chia sẻ với bà con hoài là phục hồi cây và nuôi trái cực kỳ là hiệu quả đó em đang bán rất là chạy cái dòng này bà con cứ yên tâm về khi mà sử dụng ha à, rồi đây là bên đây là cái uh, uh, hướng dẫn của bà con thì nói chung đây là cái hướng dẫn của cái, uh, uh, bên em thôi nhưng mà uh, khi mà bà con mình mua rồi á, thì em sẽ hướng dẫn bà con kỹ hơn và chi tiết hơn ha thì uh, đây là cái bên đây thì có cái uh, để tư vấn cái kỹ thuật đây số điện thoại của em này không chín sáu thì đây là số zalo của em luôn bà con em sẽ uh, hỗ trợ trực tiếp cho bà con đó thì uh, cái thuốc thùng này kết hợp với cái thằng fmit đây cái ép mít này em cũng nói bà con hoài đó thằng ép mít ha thằng ép mít này thì uh, nó dùng cho uh, bà con mình trồng cây nè trồng cây uh, rồi phục hồi cây rồi phục hồi rễ nha rồi phục cải tạo đất rồi cũng như là làm cho nó lớn trái nè phát triển nhanh rễ mạnh nó tăng cường cái sự hấp thu của rễ ha cái uh, do bà con sử dụng uh, nhiều cái phân hóa học ha thì cái phân này nó sẽ giúp cho bà con mình À, phục hồi lại cái dẫn thái rễ hạ phèn giảm phèn cải tạo đất ha nó tăng nó giúp cái rễ nó hấp thụ dinh dưỡng à, tối ưu em bà con rồi thúc trái à, to cắt khỏe ha đâm chồi nói chung là thuốc này kết hợp với thuốc thùng và 30 mươi mười bà con xài rất là ok rất là hiệu quả em cam kết chất lượng với bà con ha còn cái thằng cái thằng, thằng bơm này thì nó có cái tác dụng là nó kích bà con kích cho cây nó ra rễ nảy chồi đâm chồi này là dạng thuốc uh, phân bón lá bà con phun trên lá cây nó phát triển rất là mạnh em đang hỗ trợ cứu cái vườn một số cái vườn uh, em đang hỗ trợ rất là hiệu quả bà con cứ theo dõi em thì uh, sẽ biết ha rồi tiếp tục đơn hàng về đây là về Vĩnh Long em sẽ quay nhanh tí xíu bà con hai chai kháng sâu độc uh, hai chai nhện và uh, hai bỏ dầu dôi rồi bên đây là một bịch Fmit bên đây là hai bịch mít về đồng tháp bên đây là hai cái thuốc thùng na và hai cái bịch mít thì chị này là chị khách à, quen của em ở gia lai mua thuốc em rất là nhiều và xài rất là hiệu quả về thuốc nhện và tất cả các thuốc khác thì à, sắp tới đây là à, chị có đặt cái giống bên em à, 500 cây thì à, em có à, à, cam kết với chị là sẽ chở cây ra tới chị và chị đặt thuốc thùng cũng như là những cái thuốc xử lý cháy và em sẽ ra ngoài đó hỗ trợ cho bà con về à, ở cạnh gia lai là khoảng tầm 10 đến 10, 10 mười mấy hecta bà con làm ngoài đó là cái kỹ thuật thì chị nói là cách làm thì nó nó không có theo bài bản gì hết bà con cứ làm hên xui thôi nhưng mà sẽ gặp thời tiết thuận lợi thì nó đậu còn không thuận lợi thì nó cũng đậu ít xỉu à thì nên là em rất là thân với chị thì em muốn ra ngoài đó để, uh, uh, giúp được gì cho bà con thì em giúp ở bà con ở nơi đó thì em sẽ đi xe dựng nằm bà con hàng của em thì sẽ đi chung với em ở cái khoang xe dựng nằm uh, tầm khoảng 20 ngày đến hai nữa là em sẽ đi có cái chuyến đi ra, ngoài gia lai để hỗ trợ bà con đây cũng có thuốc thùng chiên thuốc thùng ha ép mít bên đây là trà vinh một cái uh, uh, cái đơn hàng này thì anh cũng mới đặt luôn anh đơn hàng một cái uh, thuốc thùng một cái mít một chai kháng sinh độc một chai nhện anh này thì anh cũng uh, nãy có cái câu chuyện mà em chia sẻ cho bà con đó là anh trồng 7 tháng rồi mà cái cây của anh nó đang si em cũng có tìm hiểu nguyên nhân rồi vân vân thì anh cũng chia sẻ là anh không có gãy phân Nói chung là uh, anh cũng không, không có gành về cái kỹ thuật nên là anh chỉ tới thuốc thùng thôi nhưng mà cũng chia sẻ với bà con cái thuốc thùng á nó nó sẽ cái thuốc thùng mà ảnh mua ở dưới đó đó thì em không biết nó chất lượng như thế nào à, nhưng mà cái thuốc thùng á mục đích của thuốc thùng á nó là một trong những nhân tố giúp cái cây nó phát triển mạnh về bộ rễ và kể cả thúc đẩy mạnh nuôi trái nhưng mà nếu mà bà con không kết hợp với 30 10 10 thêm thì cái hiệu quả của nó sẽ cũng không cũng không có ưng ý như mình à, nếu mà hai thằng này mình hòa quyện lại với nhau hòa quyện chung ép mít lại với nhau thì bà con sử dụng rất là hay rất là hiệu quả thì nói chung thuốc thùng bán rất là nhiều nhưng mà cách xài hiệu quả như thế nào thì đó vẫn là những cái bí quyết riêng của từng người đó bà con nha rồi à, khi mà cái cây của bà con ở dưới thì có phân có thuốc thùng và ở trên thì bật cái cây nó phải sạch là phải có không có nhện đỏ bọ chỉ như là cái con bò hút chích vân vân thì để cái cây nó bị nó được sạch thì à nó vừa ở dưới và vừa ở trên nó đồng bộ với nhau thì cái cây nó mới phát triển được ha rồi đây là thuốc nghiệp à, và cái nhện đỏ thì anh này thì anh cũng theo cái liệu trình dẹp anh em là anh sẽ phun một cái liệu trình dẹp bên em và cái liệu trình à, nhện đỏ và cái thằng à, movento thì mình chỉ phun hai cử như vậy thôi là vườn của bà con sẽ không còn dẹp nha nói chung là dẹp sát thì nó có những cái nguyên lý trị à, nó tại vì nó nó dễ bị kháng thuốc nên là mình phải kết hợp một số loại thuốc cho nó hiệu quả à, đây là một cái kali uh, canxi về thành phố huế đây là năm chai thuốc cỏ và chai nhện đỏ uh, về tiền giang nha mọi con rồi thì uh, cũng cảm ơn quý bà con rất là nhiều vì đã luôn đồng hành uh, cùng với em uh, em thiện đỉnh uh, chuyên về cái cây giống uh, cây ăn trái uh, na thái uh, mít ruột đỏ sơ vàng indo và uh, tất cả các dòng cây giống khác rồi thêm em uh, đang là cái uh, hỗ trợ cái kỹ thuật về cái chuyên về mận cầu na tất cả các giai đoạn uh, về cái cây na giai đoạn phục hồi cây giai đoạn uh, nuôi cây con và giai đoạn làm trái rồi uh, giai đoạn nuôi trái vân vân thì uh, đang là thương lái đang thu mua cái số lượng lớn về mận cầu na uh, mít ruột đỏ indo và cái mận cầu gai uh, em uh, hàng em đi hà nội uh, mỗi ngày bà con Cảm ơn bà con rất là nhiều. Chúc quý bà con nhiều sức khỏe, bình an. Mọi chi tiết xin liên hệ em, điện đỉnh, à, thúc Lốc Cần Thơ hỏi số điện thoại là 0961084636. Đây số zalo của em luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin à, kính chào.